xử lý cốt tinh trước khi dầm nhé, dầm cành. Đánh thật kỹ, sạch hết nấm mốc. Gì? Cày xấu quá, héo hết rồi. Em lấy được không? Khả năng là đi làm đồ xong về tắm anh nhỉ? Tắm xong đi làm anh nhớ nhỉ? Đúng không? Panache UN.
Ba em bỏ lại nha. Hãy
11 phút rồi. Ủa, tắt đi.